người, bây giờ hiện tại tôi đi với gia đình đang ở địa phận Khánh Hòa ở quốc lộ 27C, đang trên đoạn đường đèo Khánh Lê. Đèo Khánh Lê này dài 29 cây số và đi qua đèo Khánh Lê này là đường đèo lên trên cao nguyên Long Biên rồi, nên độ cao bắt đầu đã tăng dần và có thể gây cảm giác ù tai. Mọi người tham khảo thêm về cảnh đẹp ở đây. Đây là trên núi rồi. Đây mọi người thấy núi Trà Mây đó, rất đẹp. Và đây còn cách Đà Lạt là 78 cây số thôi. Đây mọi người thấy qua khúc cua này, mọi người thể xem thêm cảnh đẹp nha. Tại vì nó dưới khúc cua đây rồi. Đây qua khúc cua. Đây mọi người thấy nhìn bên kiến bên trái nè mọi người. Bây giờ là mình đã vượt thêm một đoạn đường đèo rồi. Bây giờ hẹn gặp mọi người ở vườn thú Vua Đu nha mọi người nha.